Vâng, và tiếp theo em mời các bác cùng xem con tiếp theo, gọi là con này là series là 0469 nha. Mã số 4 em đang ghi series này cho dễ nhớ này, 0469 nha. Dưới 1 người và trên vạn người, nó là con Crown Macrotech 3600VZ. Hàng tuyển chọn bên em chiến những dòng Crown thì các bác cứ theo dõi kênh của em chuyên những dòng này. Nó về những đẩy công suất và Mỹ và những thiết bị nghe nhạc chuyên nghiệp cao cấp thì bên em luôn luôn đưa có hàng về, toàn là hàng em tuyển kỹ từ mùa các bác. 3600VZ. Rồi, bây giờ chi tiết của sản phẩm nhé. Series con này là 0469 nhé. Đây, đây là phía trên. Đây là cái nóc. Đây là dính gì này? Dính keo quá. Keo quấn bên ngoài ở về. Tem, ba tem còn nguyên. Hàng nội địa Mỹ nha các bác, 110 nha. Những con này công suất rất là khỏe nên các bác mình không cần phải lên tem về công suất nha. Công suất nó mắc lên tới 1800W cho mỗi kênh nên các bác chơi dòng chơi sub 50 này, hoặc là chơi full 40, hoặc là chơi hai cặp full 30 vân vân. Nói chung với em này thì tuyệt vời rồi. Hàng chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam để các bác sở hữu và sử dụng với một chất lượng rất là cao của những sản phẩm hàng bãi. Và đây là phía sau của em nó. Đấy, series em báo ở đây 0496. Các bác thấy 0496 không? Đây, đường tín hiệu vào là có 6 ly 35. Và đây dây nguồn, trạm loa có gồm 2 trạm. Đẹp xuất sắc nha. Rồi sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng ngắm nghía vị đẹp của những sản phẩm mà em đưa đến các bác. Giá là 26 triệu bao gồm phí ship, chuyển khoản đủ em vẫn bớt 300 ngàn. Có là em trừ ra cái phí thu hộ 1% để các bác mình có chút đỉnh cái cà phê cà pháo rồi đấy. Còn nếu cọc tiền thì cọc 10% trở lên và phí thu hộ là 1%. Cọc tiền thì em không bớt cái số tiền đó nha các bác. Chỉ có chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt cái tiền phí thu hộ thôi. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh em nha, để theo dõi sản phẩm liên tục. Vâng, cũng là tiếp tục là em nguồn vàng. Tại vì những cái sản phẩm này em chưa biết là các bác mình em qua video này cũng là lần đầu tiên em mở ra luôn nha. Tại vì hàng em dặn từ bên đó là sạch sỉ, đẹp keng hết để đưa về. Và tất cả gọi là hoàn hảo nha. Đấy, 8-4 tụ lục nguồn Philips vương miện. Có thật sự sắc nét chưa? Sắc nét. Đây là hai cầu chì mà em vẫn thường nói cho các bác những sản phẩm hàng chắc từ nước ngoài về nó sáng trưng nó mới tinh. Đây là bốn con phía bên này, hai cái nguồn là đời là nguồn vàng, mèo vàng, quạt tăng nhiệt, bo nhận cái gì đồ vào, trạm loa và phun vương miện C8187 và C8188 đấy, nằm cuối trùm cuối đấy. 8187 và 8188 nha các bác. Đấy cũng vậy, phun vương miện thế nhá. Với những sản phẩm đưa đến các bác là chất lượng tuyệt vời và đẹp, hàng chất bãi về để các bác sở hữu và sưu tập, giá cả hợp lý, luôn là tiêu chí em đưa ra để các bác cùng xem. Cơ bản các bác nhìn ra mình cần mắt thịt như thế này đấy. Cái gì mình thấy trước mắt đó là cái sản phẩm mà em đưa đến các bác, series em báo rồi, con số 4 mã series 0469. Rồi em dừng video và các bác nhớ đăng ký kênh em để ủng hộ kênh nha, và để luôn luôn được cập nhật những video mới nhất. Con Crown Macrotech 3600VZ này series 0469 giá 26 triệu chỉ còn đủ bớt 300. Cũng luôn bao ship cho tất cả các bác, còn cọc tiền thì vẫn 26 triệu, cọc tiền thì 10% trở lên. Có nghĩa là 2-3 triệu thì em ship hàng tận nơi cho tất cả các bác. Đối với các bác nào mình mới mua hàng bên em thì các bác có thể cọc tiền, tại vì ai mua hàng đầu tiên cũng khá là tên. Nhưng mà khi các bác mua nhiều lần rồi có quen, có thể chuyển khoản được ra cả. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video kế tiếp.